phương pháp hiện đại trên công nghệ dựa trên công nghệ thông tin, thứ hai là phương pháp làm việc theo nhóm, và thứ ba là đổi mới cách đánh giá. Trên ba trụ cột này thì trường iSchool Nha Trang sẽ tiếp tục phát triển và trở thành một thương hiệu sáng ở phía Nam cũng như là toàn quốc. Nhân dịp khai giảng năm nay, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Khánh Hòa và các ban ngành đoàn thể của tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ. Chúng ta không phải dễ dàng có một ngôi trường với diện tích 5.000m² ở trung tâm thành phố Nha Trang, một thương hiệu mà cả thế giới biết đến, vì Nha Trang hiện nay đã được coi là một trong 10 tỉnh đẹp nhất của thế giới. Và đặc biệt, sự có mặt của đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa, đại diện cho Tỉnh ủy, Ban Nhân dân và các ban ngành của tỉnh hôm nay là niềm cổ vũ rất lớn cho thầy trò của trường cũng như là của ngành giáo dục Khánh Hòa chúng ta. Hôm nay cũng có mặt đồng chí Lê Tuấn Tứ là giám đốc sở, có mặt đồng chí Trần Việt Hùng là giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng, là một tỉnh cũng có iSchool. Chúng tôi mong rằng các đồng chí lãnh đạo của tỉnh nhà cũng như là các tỉnh bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ngôi trường này. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các em học sinh, năm học mà chúng ta sắp sửa bước vào, năm học 2013-2014 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng ta sẽ thực hiện nghị quyết Trung ương lần thứ 8 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Chúng ta sẽ tiếp tục việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đặc biệt trong năm học này, thầy trò chúng ta sẽ có cái năm học kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi lá thư cuối cùng cho ngành giáo dục. Như chúng ta đã biết, vào ngày 2 tháng 9 sau cách mạng thành công và quốc khánh thì năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khai giảng, và trong lá thư đầu tiên gửi cho ngành giáo dục thì Bác Hồ đã nói là non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai các cường quốc Nam Châu được hay không, đó là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Và trong lá thư cuối cùng đề ngày 15 tháng 10 năm 1968, tức là gần một năm trước ngày Bác mất, thì Bác đã gửi lá thư cuối cùng coi như di chúc cuối cùng của Bác cho ngành giáo dục. Trong đó có nêu rõ là dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt. Thực hiện lời dạy này thì năm nay ngành giáo dục sẽ tập trung vào ba chủ đề lớn. Một là sẽ chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Trung ương 8. Hai là sẽ tiếp tục các cuộc vận động lớn như là mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thi đua dạy tốt học tốt, để chúng ta tiếp tục tinh giản chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách đánh giá, hội nhập quốc tế. Và thứ ba là đặc biệt chúng ta sẽ chú trọng vào việc giáo dục toàn diện cho học sinh, trong đó có giáo dục về nhân cách, có giáo dục về kỹ năng sống, kỹ năng mềm và năng về dạy người, song song với việc dạy kiến thức và dạy chữ. Trên tinh thần đó, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đã giúp phần tạo nên, có phần tạo nên một cái môi trường khang trang với nhiều cái thiết bị tốt, và mong rằng các thầy cô giáo với sự tâm huyết của mình sẽ tiếp tục tận dụng tốt cơ sở vật chất để đổi mới phương pháp dạy và học. Các em học sinh đã có được một môi trường với điều kiện học tập rất tốt, và đây là sự may mắn rất nhiều so với các em vùng khó khăn. Ví dụ như chúng ta biết vừa rồi ở Bản Khoang của tỉnh Lào Cai, lũ đã cuốn trôi toàn bộ thiết bị dạy học và nhà cửa cũng như là nhà ở của các thầy cô giáo ở trường trung học cơ sở, vì là trường trung học cơ sở Bản Khoang. Và hiện nay toàn ngành giáo dục chúng ta đang hỗ trợ. Với cái điều kiện may mắn này, các em có cái sự hy sinh của các bậc cha mẹ để giúp các em trong cái quá trình học tập, thì mong các em sẽ rèn đức luyện tài để trở thành những công dân tốt. Và cuối cùng, chúng tôi chúc cho năm học mới của trường iSchool Nha Trang, một thương hiệu mới cho hệ thống iSchool, sẽ tiếp tục có những bước phát triển dài và vững chắc, và thực hiện khẩu hiệu mà chúng ta đề ra rất cao ở trên này là môi trường tiêu chuẩn quốc tế.
tại địa phương. Kính chúc các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng, một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn những chia sẻ đầy tâm huyết của ông Đỗ Quốc Anh, và đây là cuộc động viên vô cùng to lớn cho tập thể sư phạm, giáo viên, thầy và trò của trường Asuneta. Xin được chân thành cảm ơn ông. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh, chúng ta đã vừa trải qua những giây phút hết sức trang trọng trước thềm năm học mới, và với sự quyết tâm đó thì giáo viên, thầy và trò Asuneta hy vọng sẽ gặt hái thật nhiều những kết quả tốt trong năm học này. Và để thay cho lời đáp từ cũng như chia sẻ một vài điều tâm huyết với tất cả quý vị thầy cô cũng như các em của nhà trường, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Ascom sẽ lên sân khấu có lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng, kính thưa ông Đỗ Anh, Vụ trưởng Giám đốc Cơ quan Đại diện Bộ Dục ở Việt Nam, kính thưa ông Lê Tuấn, Giám đốc Sở Dục, kính thưa ông Quỳnh Hồng Bông, Chánh phòng Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa, kính thưa lãnh đạo Tập đoàn Khánh Hòa. Trước tiên tôi xin thay mặt cho công ty cũng như hệ thống iSchool và Tập đoàn Khánh Hòa chân thành cảm ơn và ghi nhận tất cả những ý kiến mà chỉ đạo chân thành và có ý nghĩa từ phía lãnh đạo bộ, từ phía tỉnh ủy, và chúng tôi xin hứa sẽ phát triển, sẽ liên tục phát triển, biến những chỉ đạo thành những chương trình hành động thiết thực nhằm phát triển iSchool để xứng đáng với kỳ vọng của xã hội mong đợi và xứng đáng với niềm tin của các cấp đảng, chính quyền giao phó. Và trong cái dịp lễ long trọng này, tôi cũng xin chia sẻ một tâm huyết với nhà trường. Hơn 3 năm qua, nhờ sự định hướng cũng như đầu tư của Tập đoàn Khánh Hòa, iSchool Nha Trang đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt về giảng dạy và phát triển nội lực. Điều này tôi khẳng định rằng tất cả những thành công này không phải là từ hỗ trợ từ cơ sở vật chất. Và từ hôm nay, từ môi trường mới này, chúng ta phải mở ra một trang sử mới. Chúng ta phải xác định và có niềm tin rằng chúng ta cần phải có, ngoài việc là chúng ta chỉ niềm vui trên cơ sở mới, thì phải có một bàn tay chăm sóc, cần phải có những con người có tư duy đổi mới, có tầm nhìn để chuẩn bị một tư thế mới và đón đầu thách thức để tạo ra những giá trị vượt trội. Vậy những giá trị vượt trội đó là gì? Đó là những điều chúng tôi mong muốn đào tạo ra những công dân tốt, chuẩn nhân cách, vững kiến thức và giàu kỹ năng, năng động, sáng tạo, sáng suốt, sáng hòa nhập với lại thế giới. Và đây cũng không ngoài mục tiêu của xã hội. Chính vì vậy, lời cuối cùng, tôi mong có sự tiếp tục ủng hộ, động viên, chia sẻ của các cấp đảng, nhà nước, đoàn thể và các phụ huynh, học sinh để chúng tôi tiếp tục thực hiện sứ mệnh giáo dục cao cả và sẽ là điểm sáng giáo dục đáng tự hào của địa phương. Cuối cùng, thay mặt cho nhà trường, cho công ty, tập đoàn, cảm ơn tất cả quý vị đại biểu đã dành thời gian quý báu. Mặc dù thời tiết xấu, chúng ta đã đến đây tham dự để có một buổi lễ thành công. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng các em học sinh thân mến, quỹ chung tay vì cộng đồng của ASUN trong thời gian vừa qua đã dành nhiều suất học bổng có giá trị để vinh danh những em học sinh có thành tích học tập tốt cũng như những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn vươn lên trong học tập. Và tiếp theo chương trình, xin được kính mời Phó Hiệu trưởng nhà trường thì Lê Thiên Đình sẽ lên sân khấu thông qua quyết định trao học bổng cho các em học sinh của trường. Xin được chào quý vị. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các học sinh thân mến, sau đây xin thay mặt nhà trường thông qua quyết định về việc cấp học bổng cho học sinh năm học 2013-2014.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do Hàn Quốc, công ty iSchool, trường trung học phổ thông iSchool Nha Trang, số 30 trên QD trên iSchool trên Nha Trang, Nha Trang ngày 3 tháng 9 năm 2013, quyết định về việc cấp học bổng cho học sinh năm học 2013-2014. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông iSchool Nha Trang, căn cứ quyết định số 016 trên QD trên HD trên iSchool ngày 11 tháng 4 năm 2013 của công ty iSchool về việc ban hành chỉ tiêu tuyển sinh và đơn giá học phí năm học 2013-2014 trường trung học phổ thông iSchool Nha Trang. Căn cứ biên bản cuộc họp xét các học bổng của trường trung học phổ thông iSchool Nha Trang ngày 30 tháng 8 năm 2013, quyết định điều 1, cấp 44 suất học bổng cho học sinh giỏi trị giá 404 triệu đồng, bao gồm 4 suất học bổng cho học sinh giỏi lớp 9 bình tuyển vào lớp 10 của trường năm học 2013-2014, danh sách kèm theo 21 suất học bổng cho học sinh giỏi lớp 11, danh sách kèm theo 19 suất học bổng cho học sinh giỏi lớp 12, danh sách kèm theo. Điều 2, cấp 41 suất học bổng cho học sinh tiên tiến có gia cảnh khó khăn hoặc có tiềm năng lãnh đạo hoặc có nhiều đóng góp cho phong trào của trường và lớp trị giá 226 triệu đồng, danh sách kèm theo. Điều 3, thời gian áp dụng năm học 2013-2014. Điều 4, bộ phận tài chính, kế toán và các cá nhân học sinh có tên trên chịu trách nhiệm cho quyết định này, hiệu trưởng Phạm Hồng Bình đã ký. Sau đây xin mời em Điểm Hoàng Minh Thư, đại diện cho học sinh giỏi lớp 10 lên nhận học bổng. Giám đốc trường xin trân trọng mọi người. Đề nghị toàn trường trong tràng vỗ tay thật lớn để động viên và tuyên dương. Vẫn có thể hướng tới một vì sao.
trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao.